mới tắt à, bữa mới vàng qua mới vàng chim kia lên lòng chơi liền luôn nè. Chim này giống 08 nha nè, nên mà cần cái ô la. Cặp này xui nè, cặp này hang mái, tính tính được con trống trời. Chim này hổng có cho mấy lứa anh của nó hổng bán trời ngon lắm. Loại chung chung chim này cực kỳ dễ chơi nha. Rồi không có bán gì khách, con chim tơ 6 tháng lù ghê lắm. Quýnh được không có chạy bổi luôn nè. Còn phải nhát nha. Tại nó mới nhát mà sợ điện thoại nè. Chứ nãy gì đứng kế bên nó cũng không nhảy. Điện thoại kề sát quá nó hơi dội. Em cần cái ô la cho em ha. Đây máy này khoen nhiêu thôi, 132 anh em. Máy tơ này chịu cò rồi nè. Mưa nên phân hơi xấu. Mưa để lại tạt anh, không em mới hiền. Lòng này bao cù bắp luôn em. Lòng này em làm, hồi xưa làm lâu lắm rồi. Sức rồi hết trơn mà cũng để xài nè. Làm có duyên lắm, có duyên bán chim đó nè, để chim vô bán lẹ lắm. Chứ lòng đẹp thì bao la nha nè. Rồi chúc em xem clip vui vẻ nha, cần những cái ô la cho em.